như thống nhất của các thành viên hội đồng quản trị và quyết định bổ nhiệm CEO vừa được thông qua. Tân CEO sẽ chính thức ra mắt trong buổi hôm nay. Xin kính chào và giới thiệu bà Trần Kim Nhung. Tôi là Trần Kim Nhung, mới trở về từ chi nhánh ở châu Âu. Rất vinh hạnh được trở thành cộng sự của quý vị tại công ty Hoàng Kim. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ trong thời gian tới. Chúng ta chúc mừng Tổng Giám đốc. Cảm ơn. Chúc mừng Tổng Giám đốc ạ. Cảm ơn. Chúc mừng Tổng Giám đốc. Cảm ơn. Chúc mừng Tổng Giám đốc ạ. Chủ tịch đâu rồi anh? Chủ tịch công việc bận, về trước rồi. Xin mời. Em đi bảo các bạn chuẩn bị thêm rượu, rồi bê lên cho khách nhá. Dạ vâng ạ. Còn Trang, đi ra ngoài kiểm tra xem đồ ăn đã được chưa. Nếu như được rồi thì bê dần từng món lên cho nóng nhá. Dạ vâng ạ. Còn em nữa, đi lên cho em hỗ trợ thêm các bạn. Dạ vâng ạ. Mọi người tự nhiên nhá. Dạ vâng, như thế này rất là hay. Giám đốc marketing có phải không? Dạ. Một buổi đón tiếp rất là trọng thị. Cảm ơn cháu. Sau hôm nay chúng ta đã là người một nhà. Cháu mong được cô chỉ giáo nhiều hơn ạ. Cô cũng cần phải học hỏi thêm rất nhiều từ lớp trẻ. Bộ đầm của cháu hôm nay rất là thanh lịch. Điểm nhấn của bộ đầm này đó chính là bông hoa này đấy ạ. Cháu đã nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng trực tiếp làm ra nó, bởi vì nó có gắn với một kỷ niệm vô cùng đặc biệt của cháu ạ. Ai cũng có kỷ niệm xưa để nhớ, nhưng thời trang là một xu hướng cho nên luôn phải tiến về phía trước. Dạ, nhưng đôi khi thời trang cũng là một vòng tuần hoàn để chúng ta có thể gặp lại những điều quen thuộc ở trong quá khứ ạ. Có lẽ sau hôm nay, cô cháu mình sẽ có thêm nhiều thời gian để nói chuyện về thời trang. Cháu rất hân hạnh ạ.